Chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn bài để hướng dẫn các bạn đeo đất APK từ Android từ 5X đến 6X trực tiếp trên điện thoại nha. Thì cái bài này là bài của bạn Phùng Đình Lực trên group cộng đồng mod Android trên Facebook nha. Thì mình cũng nói trước là bản quyền không phải của mình để tránh bị ném đá ném gạch. Thì ở bài viết này cũng nói là người viết tút là Ngũ Hoàng. Thì hồi trước mình cũng có làm một cái video hướng dẫn đeo đất rôm trực tiếp trên APK của tút Ngũ Hoàng này. Đây video có đây, nhưng giờ mình mới xem lại cái tút của bạn bạn Phùng Lực này thì mình thấy cũng dễ làm hơn, ý là rút gọn hơn so với cái tút của bạn Ngũ Hoàng, nên mình làm lại cái video để đỡ đỡ thời gian cho các bạn ra nha. Thì mình sẽ làm từng bước. Ở đây là mở Explorer, tạo một thư mục bất kỳ này. Bước thứ hai là mở framework ARM, copy hai cái này. Rồi thì ở đây mình làm hai bước này, làm gộp luôn nha. Đây, tạo một cái thư mục này, mình tạo với cái tên đeo đất, còn các bạn thích tên nào thì chọn đại nha. Ở đây rồi, tiếp theo là vào rod system framework này, rồi ARM, copy hai cái file bot ART và bot OTA này. Đây các bạn copy sang cái thư mục vừa tạo là thư mục đeo đất này. Đây các bạn copy sang đấy nha. Rồi thì bước tiếp theo là các bạn muốn mod cái à muốn đeo đất để có smiley của cái app nào á, thì các bạn vào cái app đó, vào pre-app này. Ví dụ ở đây mình mod với system UI, các bạn vào đấy, vào system UI OTA ARM, rồi copy cái system UI chấm đeo đất này. Rồi thì ở đây mình nói ví dụ như các bạn không mod cái system UI, các bạn không muốn không 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 phải mod ở system UI các bạn, mà các bạn mod ở cái khác, thì đây mình xin lấy ví dụ nha. Ví dụ như các bạn mod ở cái nào ta, đây không có, đây không có màn hình khóa ra. Sao ở cái room này không có cây quốc để mod màn hình khóa ra. Rồi thì ví dụ như các bạn mod ở setting nha. Ví dụ như vậy, các bạn vào setting và vào setting OP OTA UAT ARM, rồi các bạn copy cái file ODAT này, setting trong ODAT này sang cái thư mục các bạn vừa tạo ấy. Ở đây là mình ví dụ thôi, vì còn các bạn muốn đeo đất cái khác thì các bạn cũng có thể làm tương tự này. Đây copy cái này qua, cứ vào vào cái thư mục đó OTA ARM đây, rồi copy cái thư mục đeo đất đấy, ô đất đấy. Rồi thì sau khi xong bước copy này thì đến để mình xem lại tút nha. Đây bước thứ ba copy, rồi bước thứ ba là bước mình vừa làm đấy, mở APK tút 6.1.0. Thì ở đây là yêu cầu APK tút 6.1.0 chứ không phải 6 chấm à, chứ APK ít thì nhưng không có cái tính năng này thì phải. Mình sẽ cho link các bạn cái link APK tút này ở dưới, các bạn có thể xem để download nếu các bạn không có sẵn. Đây thì làm cái này nó hơi lâu nha. Rồi
mở cái app này lên, sao nó hiện như này. Thôi kệ nó đi. Các bạn vào mở app Avegatus 6.1.0 này lên, vào SDK, vào thư mục các bạn vừa tạo. Ở đây mình vào Dev Desk này, rồi các bạn nhấn vào System UI.odec nha. Các bạn sau khi nhấn vào đấy, các bạn chọn OTA 2 đất. Rồi thì cái này các bạn đợi hơi bị lâu ấy. Đây, để mình đọc kỹ xem. Và chờ cho APK tút xong. Thì trong thời gian chờ này, các bạn có thể lướt Facebook hoặc các bạn xem một cái video nào đó. Chứ như ở trong này kêu, à đây không có kêu hả? Thì mình đợi có khi phải 10 đến 15 phút luôn đấy. Thì các bạn có thể vào lướt Facebook hoặc xem một cái video nào đó, sau khi xong thì quay lại làm nha. Bước 5 là chat đe tất cả. Rồi đợi đợi nha, thì mình trong thời gian đợi lâu quá mình dừng video này, lát làm xong thì làm quay tiếp nha. Chào. Vâng, sau khi các bạn chờ một thời gian thì nó sẽ được như thế này. Đây. À, thì ở đây các bạn sẽ xuất hiện thêm ba cái ô đất và đất, hai thư mục này với thêm là system UI chấm đất nha. Thì mở cái tút lên lại đó. Thì ở đây ở tút đã nói là chắp tất cả file từ thư mục ô đất sang đất. Thì trong cái này mình hồi nãy mình vừa mới làm để test thử xem có được cái tút này có được không để làm bài hướng dẫn các bạn, thì mình thấy thừa cái đó nên mình thử thử xem bỏ qua cái bước đây, bỏ qua bước thứ mấy ta, bỏ qua bước thứ năm. Thì mình thấy thừa cái bước 5 và bước 6 nên mình bỏ qua và mình làm luôn như thế này này. Các bạn có thể làm theo cho nó nhanh hơn, chứ nếu các bạn chọn ô làm theo tút chọn OTA 2 đất gì đấy lại thì cũng hơi bị lâu. Thì các bạn vào system UI, vào rót này, system pre-app, system UI. Đây. Các bạn copy system.ui.apk này ra ở đâu tùy các bạn. Ở đây mình copy ra cái thư mục Dev đất luôn cho dễ. Rồi. Sau khi đó thì mình vào lại cái thư mục Dev đất này. Đấy, Dev đất. Mở, à quên. Đổi tên cái system.ui.đất này. Đấy, mình đổi thành class chấm đất. Đây mình đổi thành như thế này. Sau khi đổi xong thì các bạn qua tab bên này, các bạn mở cái thư mục Dev đất, rồi các bạn mở system.ui.apk, các bạn nhấn giữ vào đây nhé, system.ui.apk, rồi mở apk như zip. Rồi các bạn qua tab bên này, các bạn copy cái class set.dev này. Mình vừa mới đổi tên từ system.ui.dev này. Đây các bạn sao chép qua. Rồi. Rồi sau khi sao chép xong, các bạn mở rót explorer này và đây vào thư mục đào đất. Đây vào cái này. Thì các bạn sao chép cái này qua. Các bạn không được chép trực tiếp vào. Không. Các bạn cũng có thể chép trực tiếp nhưng cái đó mình không rõ, vì có một số máy là chép trực tiếp vào thì nó kiểu như nó tự xét quyền ấy. Nhưng để an toàn hơn thì các bạn cứ chép ra ngoài cái pre-app đó nha. Đây. Các bạn chép ra pre-app xong các bạn xét quyền 644. Đây. Các bạn bỏ tít như 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 mình nha, thì ở dưới cái ô này có 644 này. 0644 các bạn nhớ nhớ bỏ tít như mình. Rồi. Sau khi xét quyền cho các bạn cắt chuyển qua system UI này.
Thì sau khi các bạn cắt chuyển vào system UI, các bạn xóa cái thư mục OTA này luôn. Đấy, xóa đi. Thì để biết là các bạn đã đeo đất thành công hay chưa thì các bạn có thể tạo thư mục apk tut nè, xong copy cái file framework, file apk nằm trong framework. Thì mình có một cái video hướng dẫn đeo đất rồi đấy, rồi các bạn đeo đất cái rồi copy cái system UI các bạn vừa mới làm ở tút đeo đất xong, các bạn đeo đất ra à, các bạn decom ra thì các bạn xem nó có cái thư mục Smiley không. Nếu có thì là nếu có là máy các bạn đã đeo đất thành công rồi đấy. Thì mình quên nữa là nếu các bạn muốn biết là máy các bạn đã đeo đeo đất cái app đó hay chưa thì các bạn đây các bạn nhấn giữ vào system UI này, mở apk như zip, nếu có class set chấm dev này chứng tỏ là cái app đó đã đeo đất. Còn nếu nếu không có thì nó sẽ như thế này, đây không có cái class chấm dev đấy. Thì mà thường thì các cái ROM stock á nó chưa đeo đất, các ROM gốc thì nó đã đeo đất sẵn rồi. À, cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở một cái video hướng dẫn mod sau.